của Chúa. Con đã của Ngài về những nhóm buổi sáng hôm nay. Quyền sự quyền năng của Chúa là giải phóng nhóm chúng ta. Và đặc biệt xin Chúa trong thời giờ này có ơn phước cho tất cả chúng ta ai nấy cùng được ra mắt Ngài trong thời giờ đồng thể này. Để bước vào thời giờ nhóm đầu tiên, xin mời Hội Thánh đọc đứng lên. Xin đọc những cái mầm sư Nguyễn Quốc Thịnh cầu nguyện hay lễ. Tôi xin được xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên thứ 90. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Trước khi núi non chưa sinh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Chúa Trời. Chúa khiến loài người trở vào ngự cho và phán rằng, ấy con cái loài người hãy trở lại. Thì 1000 năm trước mắt Chúa, cách nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm. Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn, chúng nó khác nào một giấc ngủ. Mong mai họ tựa như cây cỏ xanh tươi, sáng ngày còn nở bông và tốt tươi, buổi chiều nó còn héo. Thật, chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, bị bối rối bởi sự thạnh nộ Chúa. Chúa đã đặt gian ác chúng tôi ở trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi thở, tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Trong sự kiêu căng của nó quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi phải mất đi. Ai biết sức sự giận của Chúa thì theo sự kính sợ xứng đáng cho Chúa, ai biết sức sự nóng nảy Chúa, cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đến các ngài của chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy trở lại cho đến chừng nào. Xin đổi lòng về việc các tôi tới Chúa. Ôi, xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được tỏ dạ về sự nhân từ Chúa, thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. Xin Chúa làm chúng tôi được vui mừng vì theo các ngài Chúa làm chúng tôi bị hoạn nạn, và tùy theo những năm mà chúng tôi đã thấy sự tai họa. Nguyện công việc Chúa lộ ra cho tôi tới Chúa, và sự vinh hiển Chúa sáng trên con cái họ. Nguyện ơn Chúa là Chúa Trời chúng tôi giáng cho chúng tôi, cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Phải xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Chúng tôi hướng lòng về Chúa và chúng tôi đi mình. Chính lại Chúa Trời toàn năng là cha bị ái của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì chúng con được làm con dân của Ngài, là ân điển, là phước hạnh mà Chúa đã ban chúng con là những tội nhân. Chúng con được làm con cái của Ngài, chúng con được sự cứu rỗi của linh hồn, và chúng con có được những ngày tháng phước hạnh ở trong cuộc đời, bởi vì Ngài luôn ở cùng và chắc dạy chúng con trong mọi nẻo của cuộc đời. Chúng con cảm tạ Chúa về một tuần lễ vừa qua, trong cái bóng toàn năng của Chúa, chúng con có được sự bình an. Để rồi buổi sáng hôm nay, một ngày tốt lành mà chúng dành cho cô dân của Chúa, Ngài thánh nhiệt. Ngài cho mọi cô dân của Chúa có những cơ hội dịp thì được nghỉ ngơi khỏi những công việc đã làm. Để rồi cùng nhiệt nhau trong đền thánh của Chúa, để có những thời giờ chúng con được tương giao với Chúa, được học hỏi lời của Chúa, được ngợi khen Chúa. Chúng con đó những thời giờ thờ cùng Chúa thật là vui vẻ, phước hạnh, để chúng con sẽ có được sức mới của Chúa, để chúng con sẽ có được những thì giờ chúng con được ăn nuốt lời của Chúa, để có linh lương những lời sống trong chúng con, và chúng con có được sự trang bị của lời Chúa để làm vũ khí, để chúng con có thể chiến đấu cùng những sự tấn công của ma quỷ. Lạy Chúa, chúng con cũng cầu xin Chúa Ngài thăm viếng cho mỗi con nhân của Chúa. Dẫu trong cuộc sống mỗi ngày chúng con có Chúa, nhưng đôi lúc chúng con cũng xa Chúa, chúng con cũng có những điều chưa được được lòng Chúa. Trong thời giờ này, nguyện xin Chúa Ngài sẽ thăm viếng mỗi lòng của chúng con, nhắc nhở, cáo trách, để rồi mỗi chúng con sẽ thấy được những điều gì chúng con còn chưa được lòng Chúa để ăn năn, để nhờ cậy Chúa, để nhận được sự thương xót tha thứ từ nơi Chúa. Để rồi chúng con có thể bước vào sự thờ phượng Chúa, sự thăm viếng của Chúa thật là ngọt ngào, thật là phước hạnh. Lạy Chúa, chúng con cũng có những cớ cảm tạ Chúa vì Ngài cũng đã thăm viếng các con dân của Chúa, để rồi biến đổi đời sống con dân của Chúa, để làm những ống dẫn nguồn phước của Chúa đến cho những người kia trong Chúa. Trong những tuần lễ vừa qua, Ngài đã cho có nhiều
thân hữu là những người quen biết với con cái của Chúa đến để nghe biết về lời Chúa và mở lòng ra để ăn năn tội tiếp nhận Chúa. Và các thân hữu đã có được những thời giờ để học biết về lời Chúa qua giáo lý bắp tem. Chúa Ngài ban cho các thân hữu này sẽ được lớn lên trong lời của Chúa, ham thích lời Chúa, học lời Chúa và sẽ tấn tới trong sự thông biết Chúa, để rồi sẽ có một đời sống mạnh mẽ, đức tin vững vàng để cũng bày tỏ danh Chúa cho những người kia đi Chúa. Ngài cũng đã đưa dắt những thân hữu để đến nghe biết và tin nhận Chúa tại Cần Thơ, và đã có anh nộ, hai mươi nộ đã tin nhận Chúa trong sự lễ vượt qua. Thì Chúa giữ gìn các linh hồn này, ban cho họ được tiếp tục lớn lên trong sự tìm biết Chúa, tin nhận Chúa. Chúng con cũng là xin Chúa Ngài thăm viếng cho những gia đình con dân của Chúa, cho mọi thánh Chúa tại đây. Trong đó có gia đình của anh Trịnh Văn Hảo. Anh chị đã có được những sự giúp đỡ và mở đường của Chúa, để rồi anh chị và cháu Tòng trong những ngày sắp tới sẽ định cư tại Mỹ. Xin Chúa Ngài giữ gìn cho mọi bước đường đi, ban sự bình an, những thủ tục giấy tờ nhập cư, mọi sự sẽ được tốt lành. Và anh chị, gia đình anh chị sẽ sớm có được một cuộc sống ổn định trong nơi ở mới. Và điều quan trọng, đức tin của anh chị vẫn vững vàng và sẽ tiếp tục lớn lên trong sự tìm kiếm Chúa và trở thành những người hầu việc Chúa. Chúng con cảm thấy ngày mừng lắm. Chúng con cầu xin Chúa Ngài thăm viếng trên các cụ lớn tuổi trong hội thánh. Xin ban cho các cụ có được sức mới của Chúa, có được sự yêu mũi nâng đỡ của Chúa trong tuổi già, để có được niềm vui, để có được sự bình an, có được sự thỏa lòng. Và dẫu không thể đến được thờ của Chúa hội thánh, nhưng vẫn có những thời giờ riêng tư để đọc lời của Chúa, để nghe lời của Chúa qua sự cầu nguyện. Và cũng sẽ có được những thời giờ để nhắc nhở khuyên lân dục dạ con cháu trong đời sống tin kính yêu với Chúa, cũng như cũng sẽ có những thời giờ để cầu thai của việc Chúa trong hội thánh. Và các cụ sẽ thấy được sự ấm áp, niềm vui mà Chúa ban cho những người lớn tuổi đã theo Chúa trong suốt cuộc đời. Thì Chúa thăm viếng bà cụ Khó, bà cụ Lê Y, bà cụ Sĩ, bà cụ Năm, bà cụ Tám, bà cụ Diệu Hiền, bà cụ Quả Phụ, sư Nguyễn Văn Quang, là những bà cụ lớn tuổi trong hội thánh. Chúng con cũng cầu xin Chúa Ngài thăm viếng đến em học sinh trong hội thánh Chúa trong những ngày này đang bước vào những kỳ thi cuối năm, cuối cấp, thi tốt nghiệp phổ thông, trung học và cả thi đại học. Chúa Ngài ban sức khỏe, ban sự khôn ngoan, ban cho em biết tìm kiếm Chúa, để rồi Chúa sẽ phù hộ, để rồi trong việc thi cũng được kết quả tốt đẹp, làm sáng danh Chúa nơi học đường, và cũng sẽ được Chúa mở đường để trở thành những người hữu dụng nhà Chúa sau này nữa. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con xin Chúa Ngài thăm viếng những con cái của Chúa có ngày sanh ở trong từng, để rồi mỗi con cái của Chúa được sự nhắc nhở về những ngày sanh của mình, thì cảm tạ ơn Chúa và lại tiếp tục bước đi trong sự kính sợ yêu mến Chúa, để rồi suốt cuộc đời mình được trung tín theo Chúa và nhận được những phước hạnh Chúa ban cho. Thì Chúa chúc cuộc đời của cô Võ Kim Xuân, cháu Trịnh Phú Vinh, cô Nguyễn Thị Yến Hương, anh Trần Thanh Hùng, anh Phạm Ngọc Thạch, anh Trịnh Văn Hảo và anh Lê Vũ Nam là những con cái của Chúa có ngày sanh ở trong từng. Lạy Chúa, chúng con là xin Chúa Ngài thăm viếng trong thời giờ của thánh Chúa thờ của Chúa buổi sáng hôm nay. Những ai còn đang trên đường đến các nơi thờ của Chúa, xin Ngài ban cho sự bình an đến kịp thời giờ để cùng bước thờ của Chúa chung trong sự vui mừng. Chúng con đã đến đây, ai nấy xin Chúa Ngài sẽ thăm viếng, để rồi quyền năng của Đức Chúa Ngài ở trong và ở với mỗi con dân của Chúa sẽ dẫn chúng con đi buổi thờ của Chúa phải lẽ chân thật. Để rồi tất cả mọi chúng con khi đã đến đây tìm kiếm Chúa, chúng con sẽ tìm và của Chúa khi tìm kiếm Chúa cách hết lòng. Xin Chúa Ngài ở cùng người hướng dẫn chương trình buổi sáng hôm nay, ban cho quỹ viên Nguyễn Đình Duy được đầy ơn để dẫn dắt hội thánh đi buổi thờ của Chúa cách sinh động, vui tươi, đẹp lòng Chúa. Xin Chúa mặc lấy quyền năng của Đức Chúa Ngài sẽ đầy tới Chúa mục sư Nguyễn Quốc Dũng, để rồi những thời giờ Chúa cho được học hỏi lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa và hiểu rõ lời của Chúa. Chúa cũng sử dụng môi miệng ông để rồi buổi sáng hôm nay ông sẽ rao truyền sứ điệp của Chúa đến cho mọi con dân của Chúa, để khi tất cả mọi con dân của Chúa và cả người giảng đã hiểu rõ lời Chúa đọc theo, thì sẽ được Chúa Ngài ban phước cho sự mình vâng lời. Chúng con cảm tạ Chúa nhiều lắm. Lạy Chúa, chúng con tin rằng thì giờ này Chúa đang bao phủ hiện diện ở trong ngôi đền thánh của Ngài. Xin Chúa Ngài cũng sẽ thăm viếng và tràn ngập trong lòng mỗi con dân của Chúa,
để rồi ai nấy đến đây sẽ trở về trong niềm vui phước hạnh vì đã tìm, đã có được Chúa, có được sức mới của Chúa, để rồi chúng con sẽ bước vào một tình mới với sức lực và quyền năng của Chúa. Chúng con có đời sống đắc thắng, làm sáng danh Chúa và đón nhận những phước hạnh tìm nơi Chúa ban cho. Chúng con cảm thấy vui mừng lắm. Thì giờ này chúng con trao dâng những sự thờ phượng của chúng con lên cho sự đại trị của ban ngôi thánh Chúa Trời, để Ngài sẽ hướng dẫn, ban phước và giúp đỡ, để rồi ai nấy sẽ có được những thời giờ và ngọt ngào, vui tươi, phước hạnh từ nơi Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện cùng Chúa bao nhiêu điều. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc, tôi sẽ hát, phải linh hồn tôi sẽ hát ngợi khen Chúa. Trong thời giờ này, hát tôi dẫn thông linh Chúa, sẽ do sự hướng dẫn của anh Hoàng Châu. Xin mời anh Hoàng Châu. Tôi thật là Chúa Bạch Kiệt và Thánh. Và cảm ơn Chúa vì Thầy Thánh nhận phước hạnh và cho chúng ta được cơ hội đánh nhau cùng nhau thờ phụng Chúa và nghe ngài. Bây giờ xin mời Thánh gặp cùng nhau đứng lên. Chúng ta sẽ cùng đạo lòng lớn tiếng vỗ tay có sự lời khen của chúng tôi Chúa. Oh,
con trục đời của chúng con. Lấy cánh tay quyền năng của Chúa, bóng của Ngài phủ trên mỗi cuộc đời của chúng con. Mỗi cuộc đời của chúng con được ở với trong tay của Ngài. Cuộc đời của chúng con đi với sự dẫn dắt của Thánh Linh Ngài. Để là mỗi cuộc đời của chúng con sống theo ý muốn của Chúa, thờ phượng Ngài, yêu kính Ngài.
Jehovah và cầu khẩn danh của Ngài. Cá truyền rao ra những công việc của Ngài, hãy hát cho Ngài những bài ca, ca nói về việc lạ lùng của Ngài. Trong giờ này chúng ta sẽ được nghe sự ngợi khen đơn ca của bà mục sư Quang. Xin trân trọng kính mời bà. Nếu biết thay mình này thank you.
hồn ta khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng Kinh Thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Trong giờ này ban hát Tabitha sẽ được ngợi khen Chúa. Xin kính mời ban hát Tabitha. Thank you.
tôi xin phép được đọc trong Kinh Thánh Gia Cơ đoạn 5 từ câu 13 đến câu số 20. Xin mời Thánh đồng mở ra để chúng ta theo dõi đoạn Thánh này. Sự cầu nguyện và sự trưng tội của kẻ có tội trở lại đạo. Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Hãy hát ngợi khen. Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão họ Thánh đến. Sau khi nhân danh Đức Chúa sức dầu cho người bệnh đoạn thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ có bệnh, có phạm tội cũng sẽ được tha. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng xuất sáng cầu nguyện, có linh nghiệm nhiều. Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại, trời bèn mưa và đất sinh sản hoa màu. Hỡi anh em, trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc cách xa lẽ thật mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại bỏ đường lầm lạc ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. Cảm ơn Hội Thánh đã theo dõi. Và giờ này chúng ta sẽ được nghe sự giảng luận của lời Chúa qua mục sư Nguyễn Quốc Dũng. Xin mời, xin đọc với mời mục sư. Trân trọng kính chào toàn thể Hội Thánh. Chúng ta học về đức tin và chúng ta có những bằng chứng của đức tin để mỗi đời sống của hết thảy chúng ta có thể thấy rõ rằng theo Chúa chúng ta có những bằng chứng thật là rõ ràng, cụ thể, không phải là bởi nơi những cái lời của người khác nói, cũng không phải là bởi nơi chính chúng ta có những cái sự suy nghĩ riêng tư, nhưng bèn là chúng ta có một sự xác định rất là rõ ràng theo lời Kinh Thánh dạy. Thì buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học đến bằng chứng của đức tin, đó là lời cầu nguyện có hiệu quả. Đây là một cái bằng chứng gần gũi nhất với các con cái của Chúa. Tất cả mọi con cái của Chúa khi chúng ta tin Chúa, chúng ta đều có thể cầu nguyện. Chúng ta biết cầu nguyện. Những ai mà đi nhà thờ hoặc đi nhóm mà chưa có biết cầu nguyện đó, thì chúng ta đều có thể hiểu rằng trong cái đời sống của những người đó chưa lấy được, chưa nắm bắt được cái điều quan trọng và cần thiết cho cái niềm tin của mình. Đó là sự cầu nguyện. Khi chúng ta học về sự cầu nguyện thì chúng ta có thể hiểu rằng cầu nguyện không phải là bài kinh, không phải là một cách để mà chúng ta có những lời diễn đạt theo văn tự hay là văn chương hoặc là một cái bài nào đó nó hay ho. Nhưng bèn là chúng ta có những lời mà chúng ta nói chuyện với Đức Chúa Trời một cách thành thật bằng chính tấm lòng của mình. Và khi chúng ta có những lời nói chuyện với Đức Chúa Trời như vậy thì chúng ta biết rằng cái điều quan trọng nhất đó là ma quỷ sợ. Khi chúng ta nói chuyện được với Đức Chúa Trời thì ma quỷ sẽ lánh xa chúng ta. Chung quanh chúng ta dầu cho có những cái quyền lực nào của ma quỷ đi chăng nữa, nhưng mà khi mà chúng ta nói rằng chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời thì ma quỷ sẽ lánh xa. Rồi khi chúng ta cầu nguyện, tức là chúng ta nói chuyện với Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ có được một cái tâm linh được mở rộng ra, cái tâm trí mà chúng ta có thể rất là sáng suốt hơn cái cách suy nghĩ của một con người bình thường. Bởi vì khi một con người bình thường thì chúng ta vận dụng những lý trí và những sự suy nghĩ của chúng ta ở trong đời. Nhưng mà khi mà chúng ta nói chuyện với Đức Chúa Trời thì Chúa hướng dẫn cho chúng ta những tư tưởng, những ý nghĩ, và chính những tư tưởng, ý nghĩ đó cao hơn những ý tưởng của loài người rất là nhiều.
Trong Ê-sai đoạn thứ 55, câu 8, câu 9 thì lời của Chúa chép như thế này. Ê-sai đoạn 55, câu 8, câu 9 thì lời của Chúa chép. Đức Giê-hô-va phán: ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Khi chúng ta cầu nguyện thì chẳng những ma quỷ sợ lui đi, mà chúng ta khi cầu nguyện chúng ta còn được cái ơn của Chúa soi sáng, chỉ lối và giúp đỡ cho chúng ta những điều rất là cao trọng mà bình thường một người ở trong thế gian này chúng ta không có suy nghĩ tới. Nhưng mà trái lại, Chúa lại mở đường ra cho chúng ta những cái điều mà phải nói rằng thật là tốt đẹp, những đường lối mà có thể lắm rằng. Trong đó, điều đầu tiên mà chúng ta thấy rằng chúng ta tưởng rằng mình phải chịu khổ. Trong Gia-cơ đoạn thứ 5 chúng ta đã đọc như này, đó là trong anh em có ai chịu khổ chăng? Thông thường thì chúng ta thường thấy những cái lời cầu nguyện của mình là chúng ta than thở về những nỗi khổ. Chúng ta cũng muốn Chúa giúp đỡ cho chúng ta qua khỏi những cảnh khổ ở trong đời sống. Có thể những nỗi khổ đó là vì cớ chúng ta thấy mình giống như là người nghèo thiếu. Có thể rằng cái nỗi khổ đó vì cớ chúng ta ở trong cái gia đình mà chúng ta có nhiều những cái gánh nặng, nhiều cái sự cay đắng, buồn phiền. Nhưng mà chúng ta không biết rằng chính lời cầu nguyện sẽ giúp cho chúng ta không có những cái gánh nặng, không có những cái than thở, không có những cái buồn phiền gì với chung quanh, để rồi chúng ta sẽ thấy mọi việc nó đều sẽ trở nên tốt đẹp cho chúng ta cả. Khi chúng ta chịu khổ thì có nhiều cái điều để mà chúng ta có thể nói về cái nỗi khổ lắm. Không ai trong chúng ta mà không có những cái nỗi khổ. Nhưng khi chúng ta cầu nguyện thì những cái nỗi khổ của chúng ta nó không có còn. Chứ không phải là chúng ta cầu nguyện rồi thì chúng ta lại cứ tiếp tục chúng ta đi than thở với mọi người đâu. Nhưng khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta nói chuyện với Chúa thành thật rồi á, thì những nỗi khổ đó hoàn toàn không còn nữa. Và chúng ta thấy rằng những người nào mà chúng ta thường hay chia sẻ, hoặc là chúng ta nhìn thấy họ, con cái của Chúa đó, mà sao khổ quá nhưng mà họ vẫn vui cười, họ vẫn nhẹ nhàng, họ không có hề nói đến cái nỗi khổ của mình, thì chúng ta biết rằng đó là nhờ lời cầu nguyện. Nhờ những lời cầu nguyện với Chúa thành thật ở trong nơi kín đáo, và bởi cái lời cầu nguyện đó mà Đức Chúa Trời nâng các con cái của Chúa lên, giống như là những cái người mà ở trong những cái bụng lầy mà lại có được cái bàn tay kéo ra khỏi cái bụng lầy đó, thì coi như không có còn phải lo sợ chìm hoặc là bị lún xuống ở trong cái bụng lầy của mình nữa. Còn trái lại, chúng ta thấy rằng nếu chúng ta đang khổ, chúng ta đang buồn, chúng ta đang lo, mà nếu chúng ta không có cầu nguyện, chúng ta sẽ thấy càng ngày những cái gánh nặng, những cái lo phiền nó càng nhiều hơn. Cho nên Phi-líp viết đoạn 5 câu thứ 7 thì lời của Chúa lại khích lệ cho chúng ta về cái tinh thần này. Trong Phi-líp viết đoạn 5 câu thứ 7 thì nói rằng lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Lo lắng là một điều khổ của nhiều người, không phải đợi đến khi có những cái việc khổ không, mà có những người vì cớ quá lo lắng mà trở thành khổ sở, khổ vì cái lo của mình, những chuyện chưa đến, những chuyện có thể nó không có phải là sự thật, những chuyện mà mình chỉ nghe những người xung quanh nói kể lại, rồi thì mình bắt đầu mình cảm thấy lo. Mình nghe kể lại rằng ở bên cạnh nhà của mình có một cái người đang chơi xì ke ma túy chẳng hạn, thế là lòng của mình bắt đầu mình lo, không biết rằng con cái của mình ở kế bên nhà của cái người mà xì ke ma túy đó có bị ảnh hưởng không, rồi mình đi ra đi vào, rồi những cái người ở bên cạnh đó có làm gì hại hay là ăn cắp ăn trộm đồ của mình không.
những cái sự lo lắng như vậy làm cho có khi nhiều khi chúng ta không có cái còn nhớ đến rằng chúng ta đang có Chúa ở với mình. Khi chúng ta quá lo lắng thì chúng ta sẽ quên rằng Chúa ở với chúng ta. Cho dù trong mọi cảnh như thế nào đi chăng nữa, Chúa vẫn không bao giờ để cho chúng ta bị những cái điều nguy hiểm đâu. Cho nên khi Peter nói rằng hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em là như vậy đó. Rồi chúng ta lại cũng thấy rằng trong cái lời cầu nguyện có hiệu quả của con cái của Chúa là không phải chỉ lúc khổ, những lúc lo chúng ta mới cầu nguyện với Chúa đâu, nhưng mà chúng ta có vui mừng không? Chúng ta hãy hát ngợi khen. Ngợi khen ở tại đây cũng có nghĩa là một cái lời cầu nguyện tạ ơn. Hãy hát ngợi khen Chúa có nghĩa là chúng ta hãy dâng lên cho Chúa lời tạ ơn, giống như là các thi thiên mà chúng ta đã đọc. Thi thiên là những bài hát được nói lên bằng lời, dầu không phải có những giai điệu, không phải có người tập dượt, không cần phải giọng điệu ở trong chính bản thân của mình, nhưng mà nói lên bằng tấm lòng biết ơn, đó là cái sự ngợi khen Chúa. Khi chúng ta nói lên những lời làm chứng, những người mà có ơn của Chúa và nói lại những cái lời làm chứng cho người khác nghe biết, thì đó chính là những cái sự ngợi khen rất là tôn trọng về quyền năng của Chúa đã giúp đỡ cho chính đời sống của mình. Chúng ta thấy là khi một anh em chị em của chúng ta làm chứng và nói những cái điều vui mừng, thì chúng ta cũng cùng hallelujah, chúng ta cùng cảm tạ ơn Chúa. Đó chính là điều mà chúng ta thấy trong vòng anh em của chúng ta đã được những cái điều phước hạnh, và lòng của chúng ta cũng được vui thỏa về những điều đó. Cho nên chúng ta thấy rằng lời cầu nguyện rất là gắn bó với con cái của Chúa về mọi lĩnh vực, không phải là những lời cầu xin đó không thôi đâu. Đối với người ngoại hoặc là những người nào mà chưa biết về Chúa đó, thì tưởng rằng cầu nguyện là cầu xin, khi mình có cái gì cần thì mình đến mình xin với Chúa. Nhưng mà ở tại đây thì Kinh Thánh nói rằng chúng ta hãy trao những gánh nặng của mình, chúng ta hãy nói lên những cái nỗi khổ tâm của mình, chúng ta hãy chia sẻ những cái tâm tư, những tình cảm riêng tư của chúng ta với Chúa, để chính Ngài sẽ an ủi, chính Ngài sẽ cất đi những cái điều mà lo lắng, buồn phiền hoặc là nặng nề ở trong đời sống của tất cả chúng ta. Rồi chúng ta sau đó chúng ta làm chứng lại, chúng ta chia sẻ lại, chúng ta đi với anh em của mình, chúng ta nói cho mọi người biết rằng chúng ta đã được Chúa ban ơn, đã được Chúa chúc phước và giúp đỡ cho cái đời sống của mình nhiều điều thật là phước hạnh và thật là tốt lành. Khi mà chúng ta hiểu được cái điều này, chúng ta mới có thể thấy rằng chúng ta không có gì phải nói lên là cái nỗi khổ tâm của mình hết ở trong cái đời sống cả. Biết bao nhiêu năm mà ở trong chức vụ hầu việc Chúa, thì những cái khó khăn về mọi mặt nó đều xảy đến hết, không có cái điều gì là không có cái khó khăn cả. Mà cái khó khăn nhiều nhất vào cái giai đoạn mà hội thánh đang ở trong cái tình trạng là không có nước nôi, như là nước ở bên cái khu vực của phường 15 lúc bây giờ là chỉ có tới 1-2 giờ khuya mới có nước chảy, và muốn hứng nước thì phải thức dậy lúc 1-2 giờ khuya để hứng nước. Mà 5-10 năm như vậy ở trong cái tình trạng là hứng nước để sử dụng, hứng nước để lo cho cái nhà thờ và mọi chuyện như vậy thì không ai biết, nhưng mà mình vẫn có thể làm được một cách rất là nhẹ nhàng. Mặc dù 1-2 giờ khuya thì cái giờ đó là giờ ngủ ngon, nhưng mà mình vẫn thức dậy để có thể xách nước và lo nước cho cái sinh hoạt hàng ngày. Rồi sau 5-10 năm đó thì mới bắt đầu có cái đường ống, bắt được cái đường ống nước tới, và bắt đầu lúc bây giờ thì không còn phải thức khuya nữa, thì cảm thấy rằng đó là cái niềm hạnh phúc rất là lớn. Vì có Chúa đã nhận lời, Chúa đã thấy được cái nỗi khó khăn,
và dầu cái nỗi khó khăn đó kéo dài 5-10 năm đi chăng nữa thì nó vẫn là một cái điều mà rèn tập cho cái đời sống của mình những cái sự chịu đựng để lo các công việc của hội thánh và của gia đình một cách rất là tốt đẹp. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta có những cái sự chịu đựng, những cái sự khó khăn chúng ta vượt qua được rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng mình rất là những cái chuyện khác nó không có cái gì gọi là làm cho chúng ta phải đòi hỏi mau chóng cả, không có gì phải lo lắng khi mà mọi chuyện tưởng rằng nó không thể tới, nhưng mà thật ra thì Chúa luôn luôn ban cho chúng ta nhiều điều mà nó đến với chúng ta một cách rất là nhẹ nhàng chứ không có phải gì là không đến với đời sống các con cái của Chúa cả. Cho nên nếu chúng ta biết cầu nguyện, chúng ta dành những thời giờ để cho mỗi khi chúng ta bắt đầu lo, mỗi khi chúng ta cảm thấy mình khổ, mỗi khi mình cảm thấy nặng nề, mỗi khi mình cảm thấy thiếu thốn tiền bạc, mỗi khi mình cảm thấy vấn đề công ăn việc làm đang thất bại, chúng ta cứ cầu nguyện với Chúa một cách hết lòng, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài có nhiều cách lắm để giúp đỡ cho chúng ta. Và khi chúng ta ra khỏi sự cầu nguyện rất là thật thiết với Chúa rồi, chúng ta mới thấy được cái ơn mà Chúa ban. Còn nếu chúng ta không có sự cầu nguyện thật thiết thì chúng ta sẽ không thấy được cách Chúa giúp đỡ cho chúng ta đâu. Và như vậy thì đến cái phần thứ hai, đó là chúng ta cầu nguyện có hiệu quả là khi chúng ta khẩn thiết với Chúa. Khẩn thiết ở tại đây đó là chúng ta phải nói lên cái gánh nặng của mình một cách rất là hết lòng. Chúng ta cầu nguyện ở trong nơi kín đáo, chúng ta có thể nói lớn tiếng, không cần ai nghe cả chúng ta, bởi vì chúng ta đóng kín cửa lại. Chúng ta cầu nguyện một cách lớn tiếng, mạnh mẽ, chúng ta không có thể khóc lóc với Chúa được. Chúng ta quỳ gối ở trong những nơi kín đáo đó cầu nguyện. Mà tôi nhớ rằng có những cái nhà thần học, những vị mục sư đã từng trải kể lại, họ quỳ mà đến mức độ cái đầu gối của họ nghĩa là muốn sưng lên, có thể là 1-2 tiếng đồng hồ trong cái nơi kín đáo đó họ cầu nguyện tha thiết khóc lóc và cái sự khẩn thiết của họ. Rồi sau khi đó thì họ ra khỏi nơi cầu nguyện rồi thì họ cảm thấy rất là nhẹ nhàng, họ cảm thấy gần như là tất cả những cái nặng được trút bỏ. Thì khi đó thì đời sống của họ được cảm thấy được rất là nhẹ nhàng và bình an. Bởi vì trước mặt Chúa đó, chúng ta thấy rằng có nhiều người cầu nguyện ngày hôm nay trong cái tinh thần rất là thờ ơ, cầu nguyện chỉ nói có chừng vài ba câu hoặc là nói chỉ trong vòng vài ba phút thì sau đó bắt đầu làm mọi việc theo ý của mình, bắt đầu cũng giao cho Chúa rồi nhưng mà mình bắt đầu mình cảm thấy mình phải làm cái này cái khác chứ không còn để cho Chúa soi sáng và đã chỉ dẫn nói cho Chúa, cho chúng ta biết cái cách để cho chúng ta làm việc đâu. Những người mà khi mà cầu nguyện với Chúa cách hết lòng và dành nhiều thời giờ trong cái nỗi khổ riêng tư của mình với Chúa đó thì lúc bây giờ Chúa sẽ soi sáng, Chúa sẽ chỉ cho chúng ta những cái cách thực hành mà nhiều khi những cách thực hành đó nó chúng ta không có thể nào ngờ đến được rằng Chúa lại soi sáng cho chúng ta một cách rất là lạ lùng như vậy. Cho nên chúng ta hãy quỳ gối cầu nguyện và dành nhiều thời giờ cầu nguyện để khi cái nỗi khổ, những cái gánh nặng của chúng ta nó được nhẹ nhàng đi rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ nghe được Chúa phán với chúng ta điều gì và Chúa nói với chúng ta những điều mà Ngài sẽ chỉ dành riêng cho chúng ta trong hoàn cảnh đó, trong trường hợp đó mà thôi. Rồi chúng ta lại cũng thấy rằng đến cái lời cầu nguyện của chúng ta cần phải có một cái sự hiệp một. Khi chúng ta cầu nguyện riêng tư là những vấn đề cá nhân, nhưng mà khi mà có những cái trường hợp mà chúng ta biết rằng phải có một cái sự hiệp một, có nhiều người để cùng với chung với nhau để cầu nguyện cho một nan đề, thì chúng ta sẽ phải thực hiện, đó là chúng ta mời nhiều anh em, nhiều người cùng với chúng ta để cầu nguyện. Trong anh em có ai đau ốm chăng, hãy mời các trưởng lão thánh đến
sau khi nhân danh Chúa sức giàu cho người bệnh đoạn thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Chúng ta thấy đến cái trường hợp cầu nguyện mà Chúa muốn cho chúng ta có một cái sự hiệp nhất, đó là những người trưởng lão, hay nói đúng hơn là những người có một đức tin mạnh mẽ ở trong Chúa, những người từng trải kinh nghiệm về quyền năng của Đức Chúa Trời, chứ không phải là ai cũng có thể cùng hiệp một chung để cầu nguyện được. Và lời của Đức Chúa Trời nói rõ rằng chúng ta phải có một cái tinh thần của những người đã từng trải sự kinh nghiệm về quyền năng chữa lành. Chúng ta phải có những người mà hiệp một trong một đức tin, mà cho dầu cái việc đó là khó khăn, cho dầu một việc đó là cái công việc mà chúng ta phải chờ đợi, nhưng chúng ta không có một cái gì gọi là phải lo lắng, không có cái điều gì phải nói những cái lời nói nghi ngờ, hoặc là chúng ta gieo rắc cho những người khác những sự sợ hãi hoặc là hoang mang. Điều quan trọng của những lời cầu nguyện đó là Chúa luôn ban cho chúng ta những sự bình an, những sự bình an mà không phải như là thế gian ban cho, nghĩa là sự bình an của chúng ta phải đến từ nơi Thánh Linh của Chúa. Thánh Linh của Chúa làm cho chúng ta nghe lời của Chúa dạy, rồi chúng ta cầu nguyện, rồi chúng ta đọc lại lời Kinh Thánh. Khi cầu nguyện cho một cái người bệnh hoặc là cầu nguyện cho những cái nan đề của chúng ta, có nhiều người ngày hôm nay cầu nguyện mà có thể nói là không sử dụng được cái thời giờ của mình nhiều, là vì cớ thiếu cái lời Kinh Thánh. Cầu nguyện nhưng mà mình cứ muốn nói nhưng mà mình không muốn nghe. Mình phải đọc lời Kinh Thánh rồi mình cầu nguyện, rồi cầu nguyện xong mình lại tiếp tục đọc lời của Chúa. Thì những cái thì giờ đó, những cái giờ phút mà chúng ta nói chuyện với Chúa, thì Chúa sẽ trả lời với chúng ta qua những câu Kinh Thánh, qua những ý nghĩ, những ý tưởng mà từ nơi Kinh Thánh sẽ hướng dẫn cho chúng ta những cái điều rất là tốt lành. Cho nên những cái người trưởng lão là những người có kinh nghiệm về lời của Đức Chúa Trời, khi đến tại nơi bệnh tật thì không phải là đặt là cầu nguyện, nhưng mà trước hết chia sẻ Kinh Thánh, chia sẻ lời của Chúa và giải thích để cho những cái người bệnh, những người đang cần cái sự cầu nguyện đó hiểu được lời của Chúa, tin nơi lời của Đức Chúa Trời, rồi thì cái sự hiệp một cầu nguyện sẽ chữa lành bệnh tật. Vì nếu chỉ cầu nguyện cho người bệnh mà không có lời của Chúa Trời, chúng ta thấy cái bản chất xác thịt của con người của chúng ta dễ nổi lên. Chúng ta dễ tưởng rằng những cái lời mà mình nói là những lời Chúa nghe, nhưng điều mà Chúa muốn đó là chúng ta phải nghe lời của Chúa. Người nghe lời của Chúa Trời là người sẽ làm đúng theo lời của Chúa dạy, và những người được chữa lành bệnh tật thì sẽ được chữa lành cả về mặt tâm linh, là cái đời sống mà nhiều khi chúng ta cứng cỏi, nhiều khi chúng ta không thể nghe được những lời của Chúa phán trong Kinh Thánh. Đừng nói chi ngay cả chính mỗi đời sống của chúng ta ngày hôm nay, mà nếu chúng ta chưa đầu phục Chúa trọn vẹn á, chúng ta thấy là có, chúng ta đọc Kinh Thánh có dễ hiểu không? Khó lắm. Đọc Kinh Thánh mỗi ngày ở tại nhà có nhiều người không hiểu nổi. Rồi có những người thì chúng ta thấy là đọc Kinh Thánh, nhưng mà khi đọc Kinh Thánh thì những cái lời của Kinh Thánh dường như là mình đã hiểu hết rồi đó. Ngược lại như vậy là dường như là mình hiểu hết rồi và mình không có cái cảm xúc những cái lời của Kinh Thánh là lời của Chúa nói riêng cho mình. Vì vậy cho nên chúng ta phải cầu nguyện qua tinh thần của những sự ăn năn tội của mình, vì cớ chúng ta đang để cho Chúa đứng bên ngoài cái cửa lòng của chúng ta. Trong Khải Huyền đoạn 2 câu thứ 20 thì nói rằng: này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Nếu chúng ta mở cửa lòng của mình thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta nghe tiếng của Chúa rất là dễ. Khi chúng ta yêu mến, chúng ta quý mến một người nào, chúng ta sẽ nghe cái người đó nói chúng ta dễ hiểu lắm. Nhưng mà với một cái người mà chúng ta đã bực tức rồi, với một người mà chúng ta giận rồi, thì chúng ta sẽ thấy rằng người đó có nói cái gì đi chăng nữa chúng ta cũng không có nghe, và chúng ta cũng không có đồng ý, đồng tình với những điều mà người mà chúng ta ghét, chúng ta không có thích. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta đang đứng trước mặt Chúa,
chúng ta trả lời với Chúa như thế nào khi chúng ta không nghe lời của Chúa? Phải chăng chúng ta đang đứng ở trong tình trạng của những người giống như là những người thế gian lạc đang ghét một người nào đó, cho nên không thể nghe và không thể hiểu, không muốn hiểu? Còn nếu chúng ta yêu mến Chúa, ngày hôm nay chúng ta phải xác quyết lại rằng chúng ta hãy xin Chúa cho mình đọc lời của Chúa với tinh thần hàm thích, với tinh thần là chúng ta cầu nguyện để xin Chúa dạy dỗ cho mình từng những cái điều nhỏ nhặt cho đến những cái điều lớn hơn hết ở trong đời sống. Và tôi thấy rất là rõ rằng những đời sống mà đọc được lời của Chúa, hiểu được lời của Chúa rồi đó, là phần lớn là đa số là lớn lên trong đức tin. Và khi đó thì những người đó là những người mà cầu nguyện những cái điều gì cũng đều thấy có cái hiệu quả cả, dầu là việc lớn hay là những cái việc nhỏ. Và bây giờ chúng ta đến cái vấn đề là cầu nguyện cho kể cả cái bệnh, không phải là chúng ta hiệp một cầu nguyện cho những cái người bệnh ở tại nhà của họ, nhưng mà còn bản thân của chúng ta thì khi chúng ta bệnh thì làm sao? Chúng ta cũng phải nhờ cậy nơi Chúa. Chính chúng ta cũng phải là người được Chúa chữa lành bệnh tật nữa. Rồi chúng ta lại thấy rằng khi chúng ta cùng hiệp chung lại với anh em của mình cầu nguyện, Chúa chữa bệnh cho người này người khác, và khi đó chúng ta có cái đức tin rằng cái sự cầu nguyện nó hoàn toàn từ nơi Chúa chữa lành. Hay là có những người thì sau đó chúng ta thấy rằng đã diễn dịch cái sự chữa lành đó bằng cách khác, bằng cách đó là sau khi cầu nguyện thì đã có những cái biện pháp, có những cái phương pháp nào đó mà không phải bởi đức tin chăng. Chúng thấy rằng có nhiều điều lắm khiến cho cái lời cầu nguyện đôi lúc chúng ta thấy nó chỉ trở thành những cái điều mà nhiều khi chỉ là những cái lời nói, những cái lời nói của cái hình thức tôn giáo, chứ nó không còn là một cái đức tin của những người đã đặt cái niềm tin của mình nơi chính Đức Chúa Trời nữa. Và khi mà chúng ta không có cái niềm tin, không có đặt đức tin thật trọn vẹn đó, chúng ta sẽ thấy rằng lần lần đời sống của chúng ta sẽ bị lật lạc đi ở trong những cái sự cầu nguyện của sự chữa bệnh, và chúng ta sẽ không còn thấy được cái quyền năng của sự chữa bệnh thật sự từ nơi chính Chúa dành cho mỗi đời sống của chúng ta nữa. Cho nên sự cầu nguyện bởi đức tin chính là cái đời sống mà chúng ta phải hiểu lời của Chúa thật là rõ ràng. Chúng ta sẽ đọc và để cho Chúa dạy dỗ cho mình mỗi ngày ở trong những lời Kinh Thánh, và chúng ta vâng giữ theo mạng lệnh của Chúa. Rồi chúng ta cũng thấy rằng đến những cái lời cầu nguyện mà rất là đơn sơ mà tại sao Chúa nhậm lời, đó là trong câu số 17, Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta, người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại, trời thành mưa và đất xanh sản qua màu. Bây giờ đến cái trường hợp của những tiên tri, của những người mà được Chúa ban cho các đầy ơn, mà Kinh Thánh nói rằng tiên tri cũng yếu đuối, chứ không phải là những người mạnh mẽ, không phải là những người thần thánh. Theo quan điểm của chúng ta ngày hôm nay, khi một cái người nào đó cầu nguyện cái điều gì đó quá đầy ơn, thấy được cách là rõ ràng, thì người ta thường tôn như là thần thánh. Chúng ta thấy tình trạng đó ở trong công vụ các sứ đồ. Các sứ đồ khi đi rao giảng đạo đã từng gặp phải cái điều đó. Khi làm những cái phép lạ, cầu nguyện chữa lành bệnh tật cho những cái người bệnh hết, thì họ tôn những cái sứ đồ đó giống như là thần Jupiter, như là thần Mercury, những vị thần mà họ có ở trong cái thành phố. Đó là người ngoại. Còn trong hội thánh ngày hôm nay thì sao? Chúng ta thấy rằng cũng giống như vậy. Nghĩa là những người nào mà cầu nguyện cho người khác những được ơn, thì liền lập tức những tín đồ khác xem những người đó giống như là thần thánh vậy. Có cái gì thì cũng phải nhờ tới cái người đó cầu nguyện mới được. Không có cái người đó cầu nguyện là không có kết quả. Nhưng mà trong khi đó thì Kinh Thánh rằng tiên tri Eli cũng là người yếu đuối như chúng ta. Nghĩa là ông cũng là một con người để có thể có những cái điều mà như chúng ta có trong cuộc sống. Những điều đó là gì? Ông có khổ không? Ông tiên tri Eli khổ lắm. Ông sống, ông phải trong cái cơn đói kém,
không phải đến nhờ nhà của người đường bạc quá để ở tại nơi đó để nói tiên tri và để được cứu qua khỏi cơn đói kém trong mấy năm. Rồi chúng ta thấy rằng ông có phải là lo sợ không? Chúng ta thấy rằng Giê-sa-bên khi nói rằng ngày mai nếu ta không lấy mạng sống của tiên tri Eli thì nguyện các thần đãi ta cách nặng nề và thề như vậy. Thì tiên tri Eli liền lập tức bỏ chạy vào trong đồng vắng. Cái nỗi ông tha thiết chỉ xin Chúa cho con chết đi, cho con chết chứ con không sống nổi được. Chúng ta thấy rằng đó chính là cái tinh thần yếu đuối đó. Đó là tinh thần cũng giống như chúng ta, mỗi khi nếu chúng ta thành công cái gì thì chúng ta rất là hứng khởi, nhưng mà khi mà chúng ta thấy thất bại thì chúng ta thấy mình hết muốn sống rồi, mình không làm được cái gì cả, mình thất bại, mình buồn phiền, mình chán chường tất cả. Cuộc sống nó rất là đầy dậy những cái thử thách mà ở trong đó chúng ta cũng có thể yếu đuối, và chúng ta thấy tiên tri cũng yếu đuối như chúng ta. Nhưng mà tại sao mình cầu nguyện mà cố đài xin cho đừng mưa thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi như vậy? Chúng ta thấy rằng khi cái đời sống có đức tin nơi Chúa, biết ăn năn tội, biết suy nghĩ lại, biết gần gũi với Chúa thật sự và hiểu được rằng Chúa có quyền năng, chúng ta tin quyết vào điều đó thì Chúa liền lập tức Ngài sẽ giúp đỡ lại cho chúng ta. Đến nỗi Chúa Giê-xu Ngài nói rằng dầu đức tin các ngươi chỉ bằng hạt cải, chúng ta biết hạt cải có xíu rồi, ở trên đầu ngón tay thôi. Nếu mà tôi cầm cái hạt cải đó, của hạt cải này là cái cây cải của người xứ Trung Đông chứ không phải là cái hạt cải của chúng ta ở đây, thì nó rất là nhỏ, cầm ở trên đầu ngón tay không thấy. Nhưng mà lời Chúa nói rằng dầu đức tin ngươi chỉ bằng cái hạt cải thôi cũng có thể cầu nguyện để xin cho núi quăng khỏi chỗ của nó để xuống biển thì cái núi cũng sẽ quăng được. Như vậy thì lời của Chúa nói với chúng ta về cái điều gì? Khi đời sống yếu đuối của chúng ta là những người xác thịt, chúng ta đã thất bại, chúng ta đã buồn phiền, chúng ta có những cái nỗi lo lắng, nhưng mà đến đúng lúc, đúng giờ phút mà chúng ta ăn năn những cái lỗi lầm của mình rồi, và cái giờ phút đó Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy được ở trong tấm lòng của chúng ta đang mong mỏi giải quyết một cái gánh nặng, một cái sự khó khăn lớn lao, Đức Chúa Trời Ngài liền lập tức giúp đỡ. Thành ra không phải là chúng ta dựa vào cái cảm xúc, không phải là dựa vào cái hoàn cảnh mà chúng ta có trong cái sự cầu nguyện, nhưng mà trái lại Chúa muốn nói với chúng ta là khi chúng ta đối diện với một nan đề nào đó mà chúng ta chỉ cần có đức tin nơi Chúa thì Chúa sẽ ban cho chúng ta sự mạnh mẽ ở trong cái đời sống, và chúng ta không còn sợ hãi nữa. Hồi trước đây khi còn trẻ và tôi chưa đi máy bay lần nào thì tôi sợ lắm, sợ lên máy bay là bị rớt máy bay giống như vậy trơn, sợ máy bay rớt cứ như vậy không mà không, nghĩa là không bao giờ dám nghĩa là đi máy bay cả. Nhưng mà đến cái khi mà có cái nhu cầu cầu nguyện để mà được hãy đi thăm con của mình ở tại bên Mỹ, lúc bây giờ Thiên Phước nó học tốt nghiệp và 12 thì tôi phải cầu nguyện với Chúa để đi qua gì là tốt nghiệp, thì tôi bước lên chiếc máy bay với lòng bình an, mặc dù chiếc máy bay nó bay lên chút như vậy, cái lỗ tai nó ù tai hết và tim mình thì nó dường như nó muốn đứng lại, muốn rờ cái nó đập đâu nữa đó, nhưng mà cứ cầu nguyện với Chúa rất bình an và thấy rằng sau mấy 10 tiếng đồng hồ như vậy rồi thì đáp xuống trong cái sự bình an. Mà lúc đó là lấy đức tin cầu nguyện chứ không phải là lấy cái sự sợ hãi hay là cái sự suy nghĩ của mình mà bớt cái lo đâu, nhưng mà lấy đức tin cầu nguyện với Chúa. Nhiều việc lắm, không phải là một việc nhỏ như vậy thôi đâu, mà trong đời sống có nhiều việc khi mà phải đối diện với những cái sự khó khăn ở trong cái sinh hoạt, trong cái suy nghĩ thường tình của mình, mà nếu cầu nguyện với Chúa thì mọi vấn đề nó sẽ được tốt đẹp ở trong cái đời sống tinh kính của hết thảy chúng ta. Cho nên buổi sáng hôm nay cái lời cầu nguyện hiệu quả không phải là cầu nguyện những cái việc lớn lao, không phải là đợi chúng ta chịu khổ chúng ta mới cầu nguyện,
hay là chúng ta chỉ có lúc vui mừng chúng ta mới cầu nguyện tạ ơn, không phải chúng ta lúc bệnh tật chúng ta mới cầu nguyện. Nhưng mà Chúa chỉ dạy cho chúng ta biết rằng chúng ta hay đọc lời của Chúa mỗi ngày, và qua việc đọc Kinh Thánh rồi thì chúng ta cầu nguyện với Chúa để chúng ta lắng nghe tiếng của Chúa, chúng ta sẽ thấy có hiệu quả do nơi Chúa sẽ soi sáng và giải cứu mỗi nan đề của mình khi chúng ta vừa nói chuyện với Chúa và chúng ta vừa lắng nghe Chúa phán với chúng ta. Sau đó chúng ta lấy đức tin của mình mà xin Chúa cho dầu cái việc đó rất là nhỏ, việc đó không có quan trọng, nó rất là bình thường, mọi người khác đều có thể làm được, nhưng mà đối với chúng ta không làm được. Chúng ta hãy lấy đức tin và nương cậy nơi Chúa, làm xin Chúa cho con làm được cái việc đó, làm việc được cái việc mà con lo sợ rằng con sẽ không bao giờ có thể thực hiện được, thì xin Chúa cho con được sự mạnh mẽ ở trong đức tin của mình. Thành ra xin Chúa cho chúng ta được lòng tin kính và yêu mến Chúa hết lòng, để chúng ta hiểu rằng cái lời cầu nguyện hiệu quả rất đơn giản lắm. Ngày hôm nay chúng ta đang nói chuyện với Chúa, và Chúa muốn chúng ta cũng phải lắng nghe lời của Chúa mỗi ngày nữa. Hãy mỗi khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta hãy đọc một cái Kinh Thánh để lắng nghe Chúa phán với chúng ta điều gì, rồi sau đó chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cũng nhớ có những trường hợp quan trọng thì chúng ta phải hiệp một chung với những anh em có đức tin mạnh mẽ để nhờ cậy, để cùng nương dựa với nhau mà cầu xin Chúa cho những gánh nặng, những khó khăn lớn lao của chúng ta được vơi đi. Bây giờ chúng ta đồng đứng lên để chúng ta hiệp chung nhau cầu nguyện. Kính lạy Chúa, Ngài là Cha đấng yêu thương nhân từ của chúng con, xin ban ơn và gìn giữ cho chúng con mỗi ngày ở trong đời sống, để chúng con luôn luôn quân phục Chúa và đi trong đường lối của Ngài. Cho dầu có những lúc chúng con thấy mình rất là yếu đuối, chúng con không làm được gì hết, nhưng xin Chúa Ngài cho chúng con biết ăn năn và sửa lại khi chúng con biết cầu nguyện, biết nói chuyện với Chúa, để rồi những việc lớn hay là những việc nhỏ ở trong đời sống của chúng con thì chúng con đều thấy được chúng con bình an, chúng con được vui thỏa, chúng con thấy có hiệu quả rất là rõ ràng. Và Ngài mong muốn điều đó, Ngài cũng sẽ chúc phước cho chúng con, cho hội thánh điều đó. Chúa ơi, ai trong vòng các con cái của Chúa ngày hôm nay đang có những nhu cầu, đang có những hoàn cảnh, đang có những nỗi ở trong tâm trí riêng tư của mình, xin Chúa cho mọi người đem đến với Chúa và đặt đức tin của mình nơi Chúa mình trọn vẹn, để thấy rằng Chúa giúp đỡ cho chúng con một cách rất là lạ lùng và rất là dễ dàng. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con xin nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời Thánh đồng hồn. Những sự cầu nguyện hay hiệp nguyện lại, Chúa sẽ ban phước cho những năng đề có cần trong cuộc sống chúng ta. Và trong những năm qua, Hội Thánh ở đây cũng đã cầu nguyện cho gia đình anh Trịnh Văn Hảo và cháu Trịnh Thanh Tùng. Để việc định cư ngày hôm nay, Chúa đã mở đường và ban cho ngày 25 này, gia đình của anh Trịnh Văn Hảo và cháu Trịnh Thanh Tùng sẽ định cư tại Hoa Kỳ. Xin Hội Thánh chúng ta tiếp tục cầu nguyện để Chúa gìn giữ và ơn cho, để mọi sự phước lành sẽ đến với gia đình anh Trịnh Thanh Hảo, một sự phước lành nơi đất khách quê người. Và trong giờ này, thay mặt gia đình, cháu Trịnh Thanh Tùng sẽ có đôi lời từ gia Hội Thánh. Xin trân trọng kính mời cháu. Xin con xin chào toàn thể Hội Thánh. Lời đầu tiên con xin muốn nói là cảm ơn Hội Thánh đã cầu nguyện cho gia đình con từ trước đến nay, từ lúc mở hồ sơ cho đến lúc khám sức khỏe phỏng vấn, từ mọi sự tốt lành. Đó là ơn phước của Chúa. Ngày 25 này con và gia đình sẽ sang Mỹ định cư, thì xin Hội Thánh cầu nguyện thay gia đình con đi máy bay được mọi sự bình an, thủ tục nhập cảnh được thuận lợi. Lần nữa con xin cảm ơn Hội Thánh và xin kính chúc Hội Thánh càng ngày càng phát triển và luôn mạnh mẽ trong đức tin. Con xin hết. Ba mẹ với lại các em đi là chiều
thánh luôn nhớ cầu nguyện